Nếu có 1 tỷ, cậu sẽ đầu tư gì để rủi ro thấp mà chắc chắn sẽ sinh lời? Dạ, gửi ngân hàng ạ. Chắc chắn luôn, tháng nào cũng có tiền ạ. Có cách nào để lãi nhanh mà chắc chắn không? Có ạ. Ví dụ? Dạ, nạp thẻ điện thoại anh ạ. Chỉ cần đợi khuyến mại 50%, nạp 1 tỷ, có ngay 500 triệu, tổng là có 1.5 tỷ anh ạ. Mà nghe nói cậu ứng tuyển vào vị trí truyền thông? Vâng, đúng ạ. Cậu biết gì về marketing online? Dạ, em hiểu về thuật toán, về luật pháp, về marketing, lại còn hiểu về tài chính, mới có thể nói cho anh hiểu những điều này. Anh có hiểu những điều này không? À, cũng hơi hiểu. Hơi hiểu là tốt, một nửa những người ngồi đây không hiểu những điều này. Dạ thưa các sách, hôm nay chúng em đến đây với lời mời đầu tư về thương hiệu VLT. Hãy cho chúng tôi biết cậu cần bao nhiêu tiền. Thứ tôi muốn không phải là tiền. Vậy cậu muốn gì? Tôi muốn đưa thương hiệu VLT ra nước ngoài, thâm nhập vào thị trường châu Âu. Ghê vậy cơ? Đúng thế, sau đó phát triển thành tập đoàn, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, chính thức đánh sập phố Wall. Hay da, ảo thật đấy. Bước tiếp theo là thâu tóm thị phần, bình ổn giá dầu thô tại Trung Đông, nối lại hòa bình tại Afghanistan, đàm phán về phi hạt nhân tại Bắc Triều Tiên. Lại còn thế nữa cơ á? Và cuối cùng là tăng độ bao phủ ra ngoài trái đất, đến những hành tinh xa xôi trong hệ mặt trời, ví dụ như sao Thổ, sao Hỏa, sao Thổ Tả. Hay da, bảo rồi, kẻ đường bé bé thôi, mai còn làm. Ơ kìa, các sách không tin chúng em à? Thôi, bỏ đi mà làm hài. Rồi đến một ngày, các sách sẽ nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của đời người là từ chối hợp tác cùng VLT. Tóm lại, cậu có phiếu đi chợ không? Dạ, em không ạ. Ui giời, tưởng thế nào?